Tôi là Trúc Mây. Hôm nay tôi sẽ khai báo tất cả những thủ đoạn và mánh khóe trong vụ cướp vào ngày 1 tháng 5 vừa rồi, khiến báo chí khắp thế giới phải gọi đây là phi vụ triệu đô của thế kỷ. Với dáng vẻ của một cô gái ngoan hiền, tôi cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết để tăng thêm niềm tin cho những người xung quanh. Đầu tiên là một bộ đồ đỏ. Tôi chọn màu sắc này đơn giản vì tôi thích nó chứ không có lý do gì khác cả. Quan trọng nhất là phải ủi thật kỹ. Nếp nhăn trên áo cũng có thể nói lên được tính cách của một cô gái đó. Vì không khéo tay cho lắm nên tôi mất khá nhiều thời gian cho khâu này. Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn. Sau đó là son môi. Mặc dù tôi rất ghét màu son này, nhưng không thể phủ nhận son lên nhìn có sức sống hơn hẳn. Chân mày kẻ mắt vừa đủ, không quá đậm. Bộ trang sức này tôi mua ngoài chợ với giá siêu hạt rẻ. Nhưng yên tâm, thần thái vẫn quan trọng hơn. Cứ tự tin thì mấy thứ giả cũng không làm mất đi vẻ chanh xả của bạn. Nhưng có hai thứ luôn phải thật, đó là đồng hồ và nước hoa. Đi cướp nhất định phải đúng giờ. Nước hoa này tôi mua ở shop tổng đài. Thứ này sẽ tăng thêm độ quyến rũ của bạn. Sau đôi bót này thì một nụ cười thân thiện cũng là yếu tố quyết định cho tất cả. Cười nào. Địa điểm của vụ cướp lần này là đám cưới. Lý do tôi chọn đám cưới vì ông trời bất công. Tôi đâu tệ lắm đâu mà giờ vẫn còn ế. Mà thôi bỏ đi. Tôi tìm đủ mọi cách để có một chân ở quầy lễ tân. Nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đó là niềm nở và hướng dẫn khách mời bỏ thiệp và ký tặng của dâu chú rể. Xem ra đám cưới này cũng kha khá, thấy người vợ bỏ thiệp liên tục mà mắt sáng lên. Đi cướp dù có bận đến mấy cũng phải ăn, ăn mới có sức mà chạy. Ăn vội miếng xôi đó là cách nhanh nhất để lấp đầy bao tử, sau đó uống miếng nước và chuẩn bị hành động. Nhân lúc mọi người đang bận rộn trong tiệc cưới, tôi vội bẻ khóa thùng tiền, nhưng không được. Hết cách, phương án cuối cùng là bê nguyên thùng tiền bỏ chạy. Trong lúc cô dâu chú rể vẫn nghĩ tôi đang đùa, nhưng không, chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài. Vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, trong lúc mọi người đang nghỉ lễ quốc tế lao động, thì xảy ra một vụ cướp chấn động thế giới. Trúc Mây, hung thủ của một vụ cướp thế kỷ này, đã tận dụng mối quan hệ quen biết, giao dây một lễ tân của một đám cưới thôn quê, và cướp luôn thùng tiền mừng cưới, sau đó leo lên xe đạp bỏ trốn. Chỉ một phút sau, hung thủ đã bị người dân tóm gọn. Dù với nhiều chiêu thức màu mè và ảo tưởng, hung thủ vẫn không thể nào ôm tròn 1 triệu đô để bỏ trốn. Cô còn điều gì muốn nói không? Có, tôi bị oan. Tôi cướp có vài trăm ngàn đô thôi, sao báo chí lại đưa tin cả triệu đô lận? Tôi tiền đâu tôi trả cho cô dâu chú rể? Các bạn khi xem video này á, nhớ tặng sao cho tôi để có tiền trả nợ và sớm được ra tù nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.